đầu nói rồi đó. Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biển khắp các pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân duyên thì chúng con có đến một cái đầu tràng của A Di Đà Phật, rất trang nghiêm thanh tịnh. Này A Di Đà Phật cũng có một cái tâm yêu thương chia sẻ để lan tỏa đến những cái vùng sâu vùng xa đồng bào đây. Những cái quần áo giày dép vỡ tặng gửi tặng cho người nghèo ở đồng bào vùng xa. Đây là tấm lòng cũng như là sự chia sẻ yêu thương. Cái nguyên nhân gì mà ngài phát tâm để mà rộng lớn đi lan tỏa cái giá trị trong cộng đồng làm người tốt cho mọi người hôm nay thì phải chia sẻ cho mọi người cùng biết. Không, mình thì không có cái gì hết, mình chỉ có cái ý tưởng rồi cái lời nói để mà muốn chia cái bước của cái người này sang của người nọ, rồi người khác lại muốn tăng trưởng hơn, thì mình cũng như là được cái sự coi như là hiểu biết từ giá trị của đạo Phật, nên mình cũng muốn người nghèo á thì làm việc là phụ thôi, nhưng mà làm phước là chính, còn người giàu á làm phước là chính mà làm việc là phụ, chủ yếu là đem cái lợi ích cho xây dựng cuộc đời nó tốt đẹp cho mọi người được yên vui, được coi như là đầm ấm đầy đủ thế thôi. Còn có phước rồi thì để tiến tâm vào tu lợ tu tập, nó ổn định về tinh thần tâm lý về mọi cái, rồi lại bắt đầu chuyển vào tu tập tâm linh rồi để tăng trưởng phước đức. Có phước rồi thì để làm những cái phước lớn hơn, rồi nhất là cái phước tâm linh, rồi để có cái sự tu tập giải thoát. Đó là nguyện cầu của mình để thôi, chứ mình đâu có nói gì đâu, mình cũng nghèo mà mình đâu có biết chia sẻ gì nhiều, mình chỉ dùng ba tắc lỡ để để chia sẻ từ người này qua người khác, rồi tận dụng cái phước thừa của người này sang người khác, rồi để mọi người cùng nhau có phước hơn, để gỡ đến những cái tình yêu thương trong cái cộng đồng. Rồi A Di Đà Phật. Nhưng mà dạ A Di Đà Phật xin phép cho hỏi thêm mà là thường thường á, người ta nói là cái phước hữu lậu á chỉ là hưởng trong một đời này và sẽ là khổ nạn ở kiếp thứ ba. Có nghĩa là phước thường thường người ta chỉ muốn là chấm dứt luân hồi khổ thì người ta sẽ ăn chay niệm Phật, phóng sanh, đoạn ác tu thiện và thành tâm sám hối các nghiệp chướng của mình từ vô thị kiếp. Còn nếu mà làm cái phước mà hủ lậu á thì có nhắm có giải thoát được an vui ở cái chỗ hiện tại này hay không? Thì cái đó mình xin cho chia sẻ nhưng mà cái đó mình cũng có nói rồi đó, thì hãy lấy những cái phước mình làm được để gỡ vào cái phước tâm linh, tu tập tâm linh thiền định, hoặc là để tính Phật hàng ngày để mà tăng trưởng cái phước đó về sau để gieo cái duyên với Phật pháp, chứ còn không phải là tạo nhiều phước rồi lại lấy cái phước đó để mà hưởng lạc thì trở lại rồi lại nghèo khổ, lại thiếu phước trở lại rồi lại bắt phải làm phước nữa, thì nó rất là cùng cực. Như bằng ta lấy cái phước đó để hầu hướng về những thế giới khác rồi tiếp tục tu tập tiến sâu vào tâm linh thì nó vi diệu hơn. Cái đó là cái ước nguyện của mình, chủ yếu là làm phước để lấy phước để mà tiếp tục tiến tâm linh là cái chính. Đó là cái mong mỏi mọi người hiểu được Phật pháp và học được những lời dạy Phật dạy. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật xin phép cho hỏi là người ta nói là làm mà không làm mà làm, có nghĩa là không thấy việc của mình làm mà âm thầm lặng lẽ thì tích được cái âm đức, còn mà mình cứ giống như phô trương hay là giới thiệu cho nhiều người thì mình bị chỉ là dương đức. Như vậy thì A Di Đà Phật, nếu như mà không có mình không chia sẻ như vậy á thì nó như thế nào, mà khi mình chia sẻ được lợi ích như thế nào? Nói chung mình không chia sẻ thì cái phước mình nó kín đáo hơn, mình làm cái việc đó thì nó cái nội tâm mình nó âm thầm, nhưng mà nó có những cái phước đức nó cao hơn, tại vì nó không có mang cái tâm coi như là kiêu ngạo ra bên ngoài. Còn mình làm mà mình cứ chia sẻ thì cái phước nó sẽ phải giảm hơn, tại vì nó mang theo cái tâm cho nhiều người biết, thế nó mang theo cái tâm kiêu ngạo là nhiều người tán thán thì cái phước nó sẽ suy giảm, nó thiếu cái tâm kín đáo. Đôi khi cái tâm kín đáo thì cho mời lại cái phước nó lớn dần, tại vì cái đó mình không cần, mình làm phước không cần chấp công. Thành thử nó cái âm thầm đó là cái không chấp công đó, thành thử nó sẽ tăng trưởng phước đức nhiều hơn. Còn làm mà mình khoe khoang thì mình cho nhiều người biết thì cái phước nó sẽ suy giảm, và mình sẽ chấp công và cái tâm cái bản ngã mình nó khó tan, nó tăng trưởng bản ngã. Và mọi người thì thấy vậy thì hay, nhưng mà thật ra nó lại không hay. Không hay ở chỗ nhiều người tán thán quá thì cũng không hay, chỉ cần mình làm âm thầm thì nó lại có giá trị, nó thầm kín hơn, và lòng mình lại diệt được cái bản ngã của mình. Thì ý của Minh Chân chỉ nói vậy thôi, chứ còn mỗi người thì mỗi ý.
là làm phước được là tốt rồi. Nghĩa là lấy công chuộc tội ha, lấy công chuộc tội chứ không có công. Nhiều đời nhiều kiếp ha, mình đã gây tạo ác nghiệp vô lượng vô kiếp. Cứ làm thôi, mình cứ làm những việc thiện lành rồi cái luật nhân quả thì nó là cái luật của vũ trụ rồi. Dạ. Cái việc nó đến với mình thì nó tất nhiên phải đến, là khỏi cần mình chấp công hay là khỏi cần mình mong cầu. Dạ. Cái việc nhân quả là một cái quy luật của tự nhiên, rồi cũng sẽ đến thôi, mình cứ chăm sóc vào phần gốc thôi. Còn qua trái là tự động nó trổ là nó tự động thôi, khỏi cần mình phải leo lên mình hái sớm làm gì. Yeah. Rồi mình cứ chăm phần gốc rồi nó cũng đến ngày nó đủ nhân duyên rồi nó cũng trổ quả rồi mình cũng có lợi lạc à. Yeah. Thế thôi, chứ cần gì đâu. Thôi A Di Đà Phật. Yeah. Cầu cho mọi người được coi như là yên ổn làm ăn, rồi hiểu biết được Phật pháp, rồi cố gắng tu tập chuyển hóa thân tâm, đem đến lợi lạc cho mình và cho mọi người. Thế thôi, A Di Đà Phật. Dạ rồi, con cũng chết kính chúc đạo tràng của A Di Đà Phật vô lượng cát tường vạn sự như ý, có nhiều cái lợi ích cứu độ chúng sanh, làm gương tốt cho mọi người. A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Ngài có muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? À? Thôi được rồi. Dạ, vậy con cảm ơn rất nhiều ạ. À. A Di Đà Phật. Rồi. Mọi người bây giờ ở đây cũng có rất là nhiều. Mọi người có ai có muốn được phục vụ hết tóc miễn phí cho quý khách chống dịch và những người thật sự khó khăn. Bây giờ đây. Đây là một cái bạn của A Di Đà Phật rất là dễ thương nha cả nhà. Đây, đạo tràng đức trang nghiêm thanh tịnh. A Di Đà Phật tôn kính Phật tuyệt đối, từ bi với vạn loài, kim hạ tận cùng. Còn cái bên đây thì có nhận thêm là vật dụng tủ quần áo giày dép gỡ tặng người nghèo, đồng bào vùng sâu. Rồi, nếu mà quý khán giả hữu duyên nào trên thế giới có xem được thì mong cả nhà cũng lan tỏa và đăng ký và like share để cho người nghèo được có ấm lòng. Mong mọi người hãy đăng ký like và chia sẻ. Mọi người cũng đã góp phần vào việc yêu thương với chị em và người già. Thôi chúng con không làm phiền nữa, không lải nhải nữa, để mọi người niệm Phật. Ai gì được. Xin kính chào và hẹn lại gặp quý khán giả yêu thương và những video hay và ý nghĩa tiếp theo ạ. Ai gì đâu Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Lấy giáo dục bằng dương Phật pháp, lấy giảng dạy bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Ai gì đâu Phật.